chào xin chào. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng các bạn sẽ gật gù khi mà điểm qua những câu chuyện kỳ lạ về động vật sau đây. Chim cánh cụt vượt 8.000 cây số mỗi năm chỉ để gặp lại chủ nhân, hay là thiên nga mà biết khóc biết ôm ân nhân của mình khi gặp lại. Và còn nhiều nhiều nữa những câu chuyện khiến bạn phải rớt nước mắt. Thôi không nói nhiều, cùng Thế Kỷ 22 điểm qua ngay và luôn cho nóng nha. Vô những khoảnh khắc xúc động gặp lại chủ của động vật. Chim cánh cụt vượt 8.000 km về thăm ân nhân. Nếu con người có thứ tình yêu sống chết có nhau, thề non hẹn biển như là Romeo, Juliet, Ngu Lan chức nữ, thì động vật cũng có thứ tình cảm sâu nặng không kém, chính là lòng biết ơn. Bạn có tưởng tượng được không? Một con chim cánh cụt lại có thể vượt 8.000 cây số mỗi năm chỉ về thăm ân nhân của mình. Ở làng chài phía ngoài một thành phố tại Brazil, có một ông lão đánh cá tên là Soya. Năm nay ông lão này cũng đã bước qua tuổi 71. Tuy già nhưng cụ ông vẫn còn rất gân nha. Ông toàn làm bạn với chim, với cá, với mấy con thú sống xung quanh. Rồi còn có cả chim cánh cụt nữa. Thề luôn, một con chim không bao giờ bay nhưng mà hàng năm vẫn băng đại dương lội biển hàng ngàn cây số để tới gặp bạn già thân thương. Diêm Diêm là con chim cánh cụt mà Thế Kỷ 22 muốn nói tới. Tình bạn kỳ lạ giữa ông lão đánh cá và con chim cánh cụt bắt đầu nảy nở từ năm 2011. Khi đó Diêm Diêm còn nhỏ xíu, chưa biết mùi đời là gì thì gặp biến cố lớn. Nó nằm thoi thóp trên hòn đá, toàn thân bám đầy dầu. Lúc đó Diêm Diêm chỉ biết nằm chờ chết trên bãi biển. Hình sao ông lão đánh cá xuất hiện giải cứu em nó. Ông sao già đem con chim cánh cụt nhỏ về nhà mình chăm sóc như là cha chăm con. Rồi ông này đặt tên cho nó nữa. Thời gian trôi qua, Diêm Diêm cũng dần khỏe mạnh trở lại. Dù đã có khoảng thời gian gắn bó, nhưng ông lão vẫn quyết định để cho Diêm Diêm đi theo tiếng gọi của thiên nhiên. Ông thả nó về biển, không mong có ngày gặp lại. Cứ tưởng là Diêm Diêm sẽ không bao giờ còn nhớ tới bờ biển năm xưa. Nhưng vài tháng sau đó, nó quay trở lại hòn đảo. Khi nhận ra người ân nhân đã nuôi nấng mình, nó bám lấy ông Soya và theo về tận nhà. Ta nói như một đứa con có hiếu, Diêm Diêm dành 8 tháng từ tháng 6 đến tháng 2 hàng năm về chơi với ông Soya. Thời gian còn lại, nó ra bờ biển Argentina để sinh con đẻ cái. Ước tính mỗi chuyến đi lại của Diêm Diêm rơi vào khoảng 8.000 cây số, nhưng điều đó vẫn không ngăn cách được tình cảm của nó dành cho ông lão đánh cá. Câu chuyện ông lão đánh cá và con chim cánh cụt rồi cũng đến tai của các nhà nghiên cứu và giới truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, thì một nhà sinh vật học cho biết, trong suốt những năm nghiên cứu, ông chưa bao giờ bắt gặp chuyện nào kỳ lạ như vậy. Có thể từ sâu trong nhận thức, Diêm Diêm coi ông Soya như một cá thể cùng loài, nên nó mới có cách cư xử thân thiện như vậy. Mèn ơi, lạ thiệt chứ. Chú chó khóc nức nở khi gặp lại chủ. Từ trước tới giờ, loài chó vẫn luôn được xem là bạn tốt nhất của con người. Chắc chắn không dưới 2 lần chúng ta được nghe, được chứng kiến những câu chuyện chủ chó tình thâm. Nào là chó đẩy xe lăn cho chủ, chó dắt chủ mù qua đường. Chuyện Thế Kỷ 22 sắp nói đến đây cũng là một sự việc ý nghĩa không kém về loài chó. Thời gian cách đây không lâu, mạng xã hội xứ Trung lan truyền đoạn video quay lại khoảnh khắc chú chó gặp lại chủ, làm cộng đồng mạng muốn rớt nước mắt. Câu chuyện diễn ra vào ngày 26 tháng 4 tại thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Nhìn trong video có thể thấy chú chó ôm chặt lấy bà chủ, tuổi thân khóc nức nở như một đứa con nít lâu ngày không gặp mẹ. Người chủ lúc này cũng ôm chú chó vô lòng, vỗ vỗ, vuốt vuốt nó, rồi ngoan ngoan. Được biết, bà chủ của em chó này tới nhà con gái để trông cháu. Cô này không về nhà cũng một tháng rồi. Tôi nói vừa trở về nhà thì con chó cưng đã lao tới, nhào vô lòng cô, ôm chặt lấy cô rồi khóc, nước mắt giàn giụa. Cô này nói, đây là lần đầu tiên cô xa con chó lâu như vậy. Vừa đẩy cửa vào nhà là thấy nó trông rất là tủi thân, chạy tới khóc với cô như muốn nói là con cứ tưởng mẹ không cần con nữa. Cô nói thật ra cô cũng rất nhớ nó. Cô này vừa chia sẻ vừa xúc động không thua kém gì bé chó kia. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Có nhiều người còn hài hài vào bình luận: mẹ ơi, tôi cũng có một con chó y như vậy, mà chó nhà tôi nó lạ lắm. Nó chỉ biết ăn, biết ngủ thôi, sủa còn lười, chứ đừng nói tới chuyện làm mừng chủ hay là khóc với chủ. Đúng là chó nhà người ta mà. Đoàn tụ cảm động với khỉ đột sau 10 năm. Ngộ không, sư phụ. Còn lại gì nữa với bộ phim dài tập của Tây Du Ký?
Trong phim thế kỷ 22 mê nhất là tình cảm thầy trò Đường Tăng, hoạn nạn gì cũng có nhau. Đừng tưởng Tôn Ngộ Không là khỉ thành tinh mới có cảm xúc. Làm to, khỉ đột bình thường trải qua 10 năm vẫn nhớ bạn bè đó nha. Chuyện là cách đây 24 năm về trước, chủ công viên động vật hoang dã Howlett có một cô con gái tròn 18 tháng tên là Tansty. Lúc đó tại công viên của ông chủ này có hai con khỉ đột tên là Chala và Beams. Không biết sao hai con này rất là thích chơi với Tansty. Em bé 18 tháng mà được ba cho chơi với khỉ thả ga, đến mức em này thân với hai con khỉ khi nào không hay. Con khỉ đột Chala mỗi khi chơi là cả mũi ngửi, ôm hôn Tansty rất là âu yếm. Thời gian đó người cha này đăng tải hình ảnh con khỉ ôm em bé Tansty lên mạng thì rất nhiều người bày tỏ thái độ. Người ta cho là làm vậy rất nguy hiểm, nhưng mà ông này vẫn muốn tập cho con mình sống mạnh mẽ và biết thích nghi. Chơi với nhau được một thời gian thì ba đứa nhỏ phải xa nhau. Vì một biến cố nên hai con khỉ Chala với Beans không được nuôi ở công viên Howlett nữa mà bị thả về rừng. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Một hôm định mệnh, cha con của Tansty quyết định làm cuộc thám hiểm đi thuyền vào sâu trong rừng nhiệt đới ở Gabon, Trung Phi để tìm lại Chala và Beans. Mặc dù nhiều năm không thấy mặt người, nhưng mà khi gặp lại, Chala vẫn rất thân thiết với Tansty. Tansty bây giờ đã 25 tuổi. Cô này nói, khi nhà cô tìm thấy hai con khỉ, cô không biết tụi nó có còn nhớ cô không, hay sau nhiều năm sống trong rừng, tụi nó đã trở nên dữ tợn và nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngạc nhiên thiệt sự, chúng nó không chỉ nhớ mà còn nhìn cô này rất là thân thiện. Hai con khỉ có hơi dữ với cha của Tansty, nhưng mà không hiểu sao tụi nó đối với cô này rất là hiền lành. Theo Tansty đoán là khi nhỏ cô và em gái thường chơi với Chala và Beans, bởi vậy khi gặp lại tụi nó vẫn còn nhớ cô. Cuộc hội ngộ lần này giống như là một cuộc đoàn tụ gia đình vậy. Thấy cưng quá hai em khỉ ơi. Thiên Nga gặp lại ân nhân. Cứu vật vật báo ân, cứu nhân nhân báo oán. Đâu phải tự nhiên người ta lại nói cứu con vật là chuyện tốt, không hề dư thừa. Chẳng những mấy loài động vật thông minh như khỉ hay chó, mà loài thiên Nga cũng không ngoại lệ, chúng đều biết nhớ ơn. Chuyện xảy ra khi anh chàng tên Richa về thăm lại trung tâm bảo tồn thiên Nga của anh. Đây là nơi mà trước đây anh này từng cứu một con thiên Nga bị thương. Con thiên Nga Sukarna bị vướng cánh vào hàng rào kẽm gai rồi không thể bay được. Richa đã sơ cứu cho nó để nó bớt đau hơn rồi đưa nó vào bệnh viện thú y. Sau nhiều năm gặp lại, thiệt khó tin là con thiên Nga này vẫn không hề quên ân nhân của mình. Anh này bế nó lên, anh cảm nhận được tim nó đập mạnh. Rồi bất ngờ hơn là nó còn biết vòng chiếc cổ qua vai của anh này như muốn nói lời cảm ơn. Thiệt là chuyện lạ trên đời. Trong khi thiên Nga không phải là giống động vật có thể biểu hiện cảm xúc như là chó mèo. Đằng khác, nó thường cảnh giác cao với những người khác, nhưng với Richa thì nó đầy trìu mến, còn dành tặng cho anh một cái ôm không thể nào quên. Ôi trên đời chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Sau khi điểm qua những khoảnh khắc xúc động đầy động vật đoàn tụ với chủ nhân, các bạn có rớt nước mắt chưa? Và đừng có quên nha, nhấn nút like, share, subscribe và nhấn luôn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.